Dưới này là san hô đấy anh nhá. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang có mặt tại cảng biển An Thới của Phú Quốc. Đây là một trong những cái cảng biển có thể gọi là tấp nập nhất ở trong cái khu vực An Thới của Phú Quốc. Ở đây thì như các bạn thấy là xung quanh có rất nhiều các loại thuyền tàu khác nhau. Có từ thuyền đánh cá, rồi các cái loại thuyền du lịch, thuyền buồm, rồi có cả kiểm ngư, vân vân ở đây. Và ngay phía sau lưng của Hoàng Đức đây thì có một chiếc Mary Fisher 1095 Fly cũng đang được sửa soạn để chuẩn bị dẫn tôi cũng như là một vài những người bạn, chúng tôi sẽ cùng lênh đênh ra ngoài những cái hòn đảo ở Phú Quốc để cùng khám phá, thăm thú những cảnh đẹp, những kỳ quan ở nơi đây. Và tôi hy vọng rằng là cái trải nghiệm ngày hôm nay Hoàng Đức dẫn quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đi chơi quanh các cái hòn đảo ở Phú Quốc, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều những cảnh đẹp, những điểm để vui chơi thú vị, và hơn cả đấy là một chuyến đi trên một chiếc du thuyền cá nhân giống như thế này, để quý vị có thể phần nào hiểu hơn được là khi mà chúng ta sở hữu những mẫu du thuyền thì chúng ta sẽ có những điểm vui chơi như thế nào, có những cách chơi như thế nào, đặc biệt là ở Phú Quốc. Vâng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá số ngày hôm nay. Và các bạn cũng nhớ đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh. Vâng, xin mời các bạn. Đầu di chuyển ra khỏi cảng An Thới đây các bạn. Vâng, những hình ảnh quý vị vừa được chiêm ngưỡng, thuyền của chúng tôi vừa mới rời khỏi cảng biển An Thới. Đây, ở ngay phía sau lưng chúng tôi là bỏ lại những hình ảnh nhộn nhịp của một bến cảng. Thì chiếc Mary Fisher 1095 Fly của chúng tôi đang tiến ra ngoài những cái đảo nhỏ ở vùng phía nam, khu vực đảo nam của Phú Quốc đây. Và các bạn có thể nhìn thấy hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, sóng êm, biển lặng, không còn gì có thể tuyệt vời hơn để đi chơi trong một cái khoảng thời tiết giống như thế này. Xung quanh ở đây thì bên phải tôi đây đang là những cái hình ảnh về cáp treo rất là thơ mộng. Và tôi tin chắc rằng là những cái hình ảnh này nếu mà được quan sát từ trên cao thì cũng rất là thích thú. Cái chặng đường của chúng ta đi hôm nay đây, để tôi xem nào. Theo như cái lộ trình mà chúng tôi đang định đi thì sẽ xuất phát từ cảng An Thới, sau đấy là đi đến Hòn Dừa ở ngay trước mặt đây, rồi đến Hòn Rơi, và điểm tiếp theo là sẽ đi tới Hòn Thơm, chỗ trạm cuối của cáp treo Sông Bùa Phú Quốc. Và từ Hòn Thơm thì chúng tôi sẽ đi tới Hòn Vang này, rồi đi sang Hòn Gầm Ghì, và cuối cùng điểm dừng chân buổi trưa thì
phía sau lưng đây là hòn Gầm Ghì, và ở đây thì là một cái điểm nước rất là trong xanh. Ở phía đằng kia là có cả san hô nữa, thế nên là không có lý do gì mà chúng ta không nhảy xuống để bơi một vòng, đúng không ạ? Quả thực là tôi đã đi rất nhiều các hòn đảo, các biển khác nhau ở Việt Nam cũng như là ở cả trên thế giới. Tuy nhiên thì biển Phú Quốc vẫn mang một vẻ đẹp không thể lẫn vào đâu được. Bạn này được mấy tuổi hả anh? Gần 2 tuổi. Bơi tự nhiên nha. Bơi đi bé. Bây giờ mới 20 rồi, 22. Bạn này còn bé hơn đúng không anh? Đúng rồi, này, nó có 1 tuổi thôi. À đấy ạ. Hello. Hello đi con. Hello đi. Tay đâu, tay đâu? Hai hai đi con. Tay đó mày, ổ cỡ đi. Hai hai đi con. Rồi đảo gì. Hai hai. Alo đi. Cô mắt. Cô mở ra. Rồi bỏ. Alo đi đi. Hello. Xin chào. Ngọc trai. Ở ngay dưới chân của tôi đây thì đang là những người dặm san hô. Tôi sẽ thử để máy quay xuống dưới nước xem là có quay được những hình ảnh thú vị cho quý vị không nhé. Vâng, sau chuyến đi lặn ngắm san hô rất là thú vị vừa rồi thì thuyền chúng tôi đang dự định là đi ra chỗ đảo Móng Tay ở ngay sau lưng của tôi đây. Đây, để ăn trưa nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì khi mà thuyền ra đến đây thì nhìn thấy là ở xung quanh này có vẻ dường như là một cái đảo nhỏ thôi, nhưng mà rất là đông du khách, rất là đông những cái cano và thuyền cao tốc chở khách đến đây để nghỉ ngơi ăn trưa. Thế nên là chắc là thuyền chúng tôi sẽ ghi lại một vài những cái hình ảnh đẹp ở đây, và sau đấy thì sẽ tìm một cái địa điểm khác vắng vẻ hơn để ăn trưa. Dưới này là san hô đấy anh nhá. Như vậy là sau một hành trình thong dong ở trên biển, chiếc Mary Fisher 1095 Fly đã đưa chúng tôi cập lại cảng biển An Thới. Sau một chuyến hành trình đầy thú vị, vui chơi, thực sự đã có rất nhiều những trải nghiệm thú vị bằng hình ảnh gửi đến cho quý vị khán giả. Hy vọng là sau những video giống như thế này thì sẽ có thêm nhiều quý vị khán giả sẽ yêu thích du thuyền, yêu thích biển cả và yêu thích những sự trải nghiệm giống như là những điều mà chúng tôi đã trải nghiệm và gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và một cái thông tin khá là thú vị Hoàng Đức cũng muốn chia sẻ tới thêm cho quý vị khán giả là chiếc thuyền này, chiếc Mary Fisher 1095 Fly này đã được các anh em thủy thủ của du thuyền Việt chạy từ Nha Trang về tới Phú Quốc bằng đường biển. Đấy, trong khoảng gần 3 ngày, hơn 500 hải lý ở trên biển thong dong để về đến đây, để hôm nay có được những hải trình, những hình ảnh
thú vị ở tại vùng biển Phú Quốc gửi tới cho quý vị khán giả. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích những trải nghiệm đấy. Quý vị sẽ hiểu được rằng là với những chiếc du thuyền cá nhân giống như thế này, chúng ta có thể thong dong hết toàn bộ từ Nam ra Bắc trên dải vùng biển của Việt Nam, thậm chí là cả những cái dọc đường sông, những cung đường rất là thú vị và thích thú. Và chắc chắn rằng trong tương lai sắp tới thì Hoàng Đức sẽ còn gửi tới nhiều những trải nghiệm thú vị hơn nữa cho quý vị khán giả. Và rất mong quý vị ủng hộ, hãy nhớ đừng quên like, ấn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ nhiều những video của chúng tôi để chúng ta sẽ có thêm nhiều clip hấp dẫn, những trải nghiệm thú vị hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.